rất vui vì đã được gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất của Khám phá Quân sự. Các bạn thân mến, mới đây, ngày 14 tháng 3, thế giới đã được một phen chấn động khi một máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper của Mỹ đã rơi ở Biển Đen sau khi bị hai máy bay chiến đấu Nga áp sát. Theo Bộ Tư lệnh Châu Âu ECOM của Mỹ, một trong hai chiếc Su-27 của không quân Nga đã đâm vào cánh quạt của MQ-9 và khiến nó bị rơi xuống biển. EUCOM nói thêm rằng, một trong hai máy bay Su-27 của Nga đã cố tình bay phía trước chiếc MQ-9 và xả nhiên liệu lên UAV của Mỹ. Hành động này được lặp lại nhiều lần. Mỹ cũng đã công bố đoạn video ghi lại cảnh chiếc Su-27 của Nga bay phía trước và xả nhiên liệu vào chiếc UAV này. Hai chiếc Su-27 sau đó đã quay về căn cứ an toàn, còn chiếc UAV của Mỹ thì đã được một vé miễn phí đi thăm thủy cung ở dưới lòng Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ. Theo Moscow, UAV MQ-9 Reaper bị rơi là do phi công Mỹ đã mất điều khiển, do thay đổi hướng bay đột ngột trên không là nguyên nhân chính dẫn đến việc nó mất lái và dẫn đến sự cố. Nga cũng khẳng định các máy bay của nước này không sử dụng vũ khí, không tiếp xúc với chiếc UAV của Mỹ. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên máy bay quân sự Nga và Mỹ đối đầu trực tiếp kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine hơn một năm trước và có khả năng làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia. Thưa quý vị, MQ-9 là một cái tên khá mới mẻ đối với nhiều người. Đây hiện là một trong những dòng UAV chủ lực của quân đội Mỹ. Vậy, chiếc UAV này có điều gì đặc biệt và khả năng của nó đến đâu? Hãy cùng Khám phá Quân sự tìm hiểu trong video ngay sau đây. Nguồn gốc của Reaper. Thần chết MQ-9 Reaper là máy bay trinh sát tấn công không người lái do General Atomic Aeronautical System nghiên cứu và chế tạo. Nó có chiều dài 11m, sải cánh 20m, chiều cao 3,6m, trọng lượng không tải 2,2 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 4,7 tấn, trọng tải hữu ích 1,4 tấn. MQ-9 Reaper có thể bay dọc theo đường bay được lập trình sẵn, nhưng vẫn có thể điều khiển từ xa với hai nhân viên trực trung tâm điều khiển. Một người là kỹ thuật viên hệ thống, một người chịu trách nhiệm điều khiển các thiết bị cảm biến. Predator được triển khai vào năm 1995 với vai trò hỗ trợ giám sát, sau đó được chỉnh sửa vào năm 2001 để mang một số ít tên lửa hoặc bom. Mặc dù kích thước nhỏ gọn của nó khiến khả năng này bị hạn chế khá nhiều, và thời điểm bắt đầu cuộc chiến chống khủng bố, cuộc chiến mà Mỹ đã phụ thuộc rất nhiều vào UAV để thực hiện các cuộc tấn công bí mật ở các vùng xa xôi hẻo lánh trên toàn cầu, nhu cầu đối với dòng máy bay Predator phiên bản nâng cấp trở nên cấp thiết. Chiếc UAV Reaper đầu tiên cất cánh vào tháng 2 năm 2001. Cũng trong tháng này, chiếc Predator lần đầu tiên được trang bị tên lửa chống tăng Hellfire. UAV mới ban đầu được kỳ vọng trở thành một thợ săn sát thủ. Thiết kế của nó đã phản ánh điều đó. Động cơ mạnh hơn, sải cánh lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, chân bay cao hơn và khả năng tải trọng cũng lớn hơn nhiều. Các biến thể của Reaper. Các biến thể khác của Reaper bao gồm Sea Guardian, có sức chứa nhiên liệu và hệ thống radar được cải thiện đáng kể. Khung máy bay được gia cố để hạ cánh trên tàu sân bay và một bộ chuyển đổi đặc biệt để mang và thả pháo âm. Sea Guardian được sử dụng để phát hiện tàu ngầm và các vật thể khác dưới nước. Trong khi đó, biến thể Sky Guardian được tạo ra để phù hợp với các tiêu chuẩn sử dụng tại các quốc gia châu Âu. Biến thể này có sải cánh lên tới 24 mét. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA có một biến thể được gọi là Antare. Biến thể này được sửa đổi để có tầm hoạt động lớn hơn và thời gian hoạt động lâu hơn nhằm đáp ứng, thực hiện các nhiệm vụ khoa học, giúp theo dõi các tài sản không gian của NASA khi chúng rơi trở lại trái đất, đặc biệt là tàu không gian Orion. Một biến thể sau này của MQ-1 Predator là MQ-1C Grey Eagle cũng được sử dụng với vai trò thợ săn sát thủ. Mặc dù nó là bản nâng cấp dựa trên khung máy bay Predator chứ không phải phương tiện hoàn toàn mới như Reaper.
Reaper có thể mang những thiết bị gì? Về cơ bản, Mỹ quy định vận hành Reaper như một máy bay tấn công được điều khiển từ xa. Do đó, dòng UAV này có khả năng tấn công đáng kể. MQ-9 Reaper có thể mang theo hơn 11 tấn vũ khí và gần 600 kg thiết bị. Khi chất đầy đạn dược, Reaper vẫn có thể hoạt động liên tục trong 14 giờ. Thiết kế cơ bản của nó có 7 giá treo vũ khí, nhưng giá treo giữa bụng hầu như không bao giờ sử dụng. Còn lại, nó thường bố trí hai kiểu giá treo là 4 giá và 6 giá, chia đều ra hai bên cánh. Các giá treo lại phân làm các loại 4, 2 và 1 điểm treo vũ khí. Reaper có thể mang theo tên lửa AGM-114 Hellfire, bom dẫn đường bằng laser GBU-12 Pathway 2, bom thông minh GBU-38, tên lửa tấn công mặt đất Brimstone, một phiên bản sửa đổi của tên lửa phòng không Vagvai Stinger có thể bắn từ trên không, tên lửa phòng không IM-9X Sidewinder và tên lửa không đối không, phiên bản dành riêng cho máy bay không người lái IM-92 Stinger. Ngoài ra, Reaper còn được trang bị radar ANAPI-8 Linux, radar độ phân giải cao Q-band, radar khẩu độ tổng hợp có thể sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết và hệ thống chỉ báo mục tiêu chuyển động trên mặt đất GMTI. Tên lửa không đối không IM-92 Stinger và tổ hợp radar xịn nhất nhì thế giới khiến cho Reaper có thể đảm trách thêm nhiệm vụ tiêu diệt các UAV trinh sát của địch. Việc MQ-9 Reaper có thể mang theo tên lửa không đối không IM-92 đã chứng tỏ khả năng tác chiến của nó là không giới hạn. Ban đầu, UAV Reaper được sản xuất cho không quân Mỹ, nhưng sau đó được bán với số lượng nhỏ cho Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Italia, Hà Lan, Ấn Độ, Nhật Bản và Pháp. Ngoài các khách hàng kể trên, luật pháp Mỹ không cho phép bán loại UAV này trên các thị trường quốc tế để tránh bị lộ công nghệ tên lửa đạn đạo. Một số nhiệm vụ nổi bật của Reaper. Bắt đầu từ năm 2007, MQ-9 Reaper được biết đến với các nhiệm vụ trên không ở Iraq, Afghanistan, Yemen, Syria, Pakistan, tiến hành các cuộc không kích chống lại Taliban, Al-Qaeda và các nhóm dân quân khác chống lại Mỹ và các lực lượng của Washington. Nhiệm vụ đáng chú ý nhất của Reaper là cuộc tấn công ngày 3 tháng 1 năm 2020, hạ sát tướng Iran Qasem Soleimani và thủ lĩnh lực lượng bán quân sự Iraq Abu Mahdi al-Muhadis bên ngoài sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq. Reaper đã được Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ sử dụng rộng rãi cho các nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển ở Seychelles, đến các cuộc không kích chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab ở Somali và các hoạt động phối hợp với lực lượng Pháp chống lực lượng dân quân có liên kết với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS ở Mali, Niger, và Libya. Dòng UAV này cũng được sử dụng trong các cuộc tuần tra trên không dọc biên giới Nga, xuất kích từ các căn cứ ở Romania và Ba Lan. Nhiều UAV Reaper đã bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không triển khai trên mặt đất, từ các hệ thống SA-6 Coupe thời Liên Xô cho đến hệ thống Panzer hiện đại do Nga sản xuất. Mỹ có bao nhiêu UAV Reaper? Mỹ có ít nhất 300 UAV Reaper với tất cả các biến thể, trong khi các quốc gia khác chỉ có số lượng hạn chế. Giá của dòng UAV này đã tăng đều đặn kể từ khi nó được đưa vào sử dụng. Những chiếc Reaper đầu tiên vào năm 2008 có giá 14 triệu USD, nhưng đến năm 2020, giá của chúng đã tăng vọt lên 32 triệu USD mỗi chiếc, đắt hơn cả một chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache và thậm chí là đắt hơn một số loại máy bay chiến đấu F-16 Falcon biến thể cũ. UAV MQ-9 Reaper sẽ mang tên lửa IM-9X để sẵn sàng bắn hạ Su-27. Sự cố gần đây với việc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ rơi xuống vùng biển đen khiến cho các quan chức quân sự của Lầu Năm Góc phải suy nghĩ về việc liệu chiếc UAV này có khả năng tự vệ trong trường hợp xảy ra không chiến hay không. Cần nhấn mạnh, MQ-9 Reaper khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu có thể được trang bị tên lửa không đối không
AIM9 Sidewinder với đầu do hồng ngoại thụ động. Biến thể mới nhất của tên lửa này được trang bị kênh truyền dữ liệu, cho phép kiểm soát đạn sau khi phóng và đặc biệt là chức năng khóa mục tiêu sau khi khai hỏa. Trong một số trường hợp nhất định, AIM-9 cũng có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Đặc biệt, khả năng sử dụng loại tên lửa này trên máy bay không người lái đã được chứng minh trong các cuộc thử nghiệm. Vào năm 2017, MQ-9 Reaper đã bắn hạ thành công UAV mục tiêu theo cách này. Và vào năm 2020, nó lại dùng tên lửa AIM-9X để tiêu diệt bia bay hành trình BQM-167. Cùng với vũ khí, khả năng tự vệ của MQ-9 Reaper cũng sẽ được tăng cường thông qua các khí tài đối pháo điện tử, cũng như bổ sung thuật toán nhận thức tình huống về các mối đe dọa. Một port treo ngoài đặc biệt sẽ có mặt trên MQ-9. Khí tài này được thiết kế chủ yếu để chống lại hệ thống phòng không mặt đất, nhưng cũng có thể được sử dụng cùng với tên lửa AIM-9X. Mặc dù UAV MQ-9 Reaper có khả năng tự vệ trong không chiến nếu các loại vũ khí khí tài nói trên được lắp đặt trên máy bay, tuy nhiên rất khó để nó chống lại được một tiêm kích chuyên nghiệp như Su-27 Flanker. Và trên đây là tất cả nội dung trong video hôm nay. Các bạn thấy sao về câu chuyện này? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống phần bình luận video. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn Khám Phá Quân Sự phân tích nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Nếu thấy hay, hãy tặng cho Khám Phá Quân Sự một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.